thằng bánh ra đây hả? Hư hết bánh rồi. Ôi thôi, hỏng hết bánh thì còn đâu nữa. Chỉ có cô chứ còn ai vào đây nữa. Hư hết bánh rồi. Chứ bây giờ lại còn mang cả cái giá ra đây làm gì nữa hả? Đứng lên. Rồi, đứng lên. Đây này, mẹ có bới con đâu hả? Mẹ không bới con nhá, nhưng mà khi mà con làm lỗi thì con phải nhận chứ hả? Đây này, chơi hết cả nhà rồi, bẩn cả cái giá nữa. Con quay tay lại, quay tay lại đi hả? Sao mà làm lỗi này, đây này, nếu mà con làm lỗi thì con phải làm con gọi mẹ chứ. Lại còn chối nữa. Rõ ràng mẹ ra đây mẹ thấy mà. Thấy con đang cầm cái giá mà úp lại mà còn chối nữa. Cô là đâu? Ca có đây đâu, ca đi chơi với chị Quỳnh rồi mà. Ca đi chơi với chị Quỳnh rồi. Từ từ để mẹ múc kem. Ờ, con ăn đi. Cầm lấy cái thìa, cầm lấy cái thìa. Cầm thẳng, cầm thẳng. Cầm thẳng. Ừ, cầm thẳng không dốc 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 là rơi vào tay đấy nhỉ. Cầm ăn đi. Con ăn đi. Ờ, chay tay ca rồi, đưa mẹ cầm nhá nào. Rồi, mẹ xúc cho. Mẹ xúc cái này cho nhá. Đấy. Ăn đi. Ăn đi, ăn đi.
Dạ, lại bốc lại chay tay cho nè, để mẹ lấy giấy mẹ lau cho nè. Ngồi nguyên đây mẹ đi lấy giấy nha.